rớt nước mắt hình ảnh cậu bé đắm đuối ngắm chị phù dâu trong đám cưới đến mức chảy cả nước miếng khiến người ta phải lau hộ. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cậu bé đang say sưa ngắm nhìn chị phù dâu bằng ánh mắt hết sức chăm chú và tràn đầy say mê, khiến nhiều người không khỏi bật cười. Dường như cậu bé này chưa bao giờ gặp được cô gái nào xinh đẹp đến thế. Không khí rộn ràng và huyên náo của buổi tiệc xung quanh, thậm chí là vô số những món ngon trên bàn tiệc cũng chẳng làm ảnh hưởng tới cậu. Trong mắt cậu bé lúc này chỉ có hình ảnh của chị phù dâu xinh đẹp, đến mức nước miếng chảy ra lúc nào mà cô cậu cũng không hề hay biết. Cuối cùng, chị gái phù dâu phải lấy khăn ra lau hộ vì cảnh tượng quá ướt át. Bất lực trước sự si mê của người đàn ông tí hon này dành cho mình, chị phù dâu chỉ biết cười đầy ngượng ngùng và cố gắng chỉ trỏ ra chỗ khác để phân tán sự chú ý của cậu. Nhưng tất cả đều thất bại. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào chị gái mặc kệ những người xung quanh cười ỉa và tìm mọi cách để kéo cậu về với thực tại. Khoảnh khắc cu cậu há hốc miệng rồi nước miếng rơi xuống một cách không kiểm soát làm ai cũng bật cười, khi mà em còn quá nhỏ thế nhưng lại u mê một chị lớn tuổi hơn mình gấp mấy lần. Quan trọng hơn là ở tầm tuổi này, những bạn khác đồng trang lứa với em đang còn lo ăn lo ngủ, miệng còn chưa sạch mùi sữa thì em trai này lại có hành động trông lạ lắm. Bên dưới video, rất đông dân cư mạng đã ồ ạt nhảy vào trêu chọc cậu bé một cách không thể nào hài hước hơn. Nhìn thằng nhóc kiểu khoái khoái chảy nước miếng kìa. Đây có phải yêu là ngu mà đúng ngu thì cũng chịu không mọi người ơi. Chúc mừng ngành hàng không lại có thêm một phi công trẻ từ ngày hôm nay ạ. Tâm tuổi cháu, chú đang bị mẹ đánh vì không chịu ăn cơm, thế mà cháu đã biết mê gái rồi đấy. Đúng là hảo hán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.